Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 141 của Đài Truyền hình Hà Nội. Quý vị thân mến, ngay từ khi ra đời, Liên quân 141 đã được coi là quả đấm thép của công an thành phố Hà Nội. Có mặt bất ngờ trên các cung đường, tuyến phố, lực lượng này đã khiến tội phạm khiếp sợ, nhân dân tin tưởng, yêu mến. Họ chính là những người đã góp công sức không nhỏ mang lại những đêm yên bình cho thủ đô. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2018, xin gửi tới các đồng chí lời chúc sức khỏe để tiếp tục nỗ lực vì bình yên cuộc sống của nhân dân. Và ngay sau đây hãy cùng bản tin 141 nhìn lại 6 tháng đầu năm về tình hình an ninh trật tự năm 2018 cùng liên lực lượng 141. Đây là ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe máy chuyên nghiệp do Hoàng Văn Thắng và Bùi Văn Mạnh cầm đầu vừa được công an quận Ba Đình triệt phá vào đầu tháng 8 vừa qua. Tài sản thu giữ bao gồm 12 chiếc xe máy là tang vật trong các vụ trộm cắp. Nhưng điều ít ai biết, những manh mối đầu tiên của vụ án này lại bắt đầu từ quá trình kiểm tra hành chính bất ngờ của lực lượng Y8-141 đối với hai đối tượng. Thời điểm bị tổ công tác Y8-141 phát hiện và bắt giữ, hai đối tượng này vừa thực hiện xong một phi vụ trộm cắp xe máy. Lực lượng 141 chúng tôi thì tập trung chốt tại những địa điểm phức tạp về an ninh trật tự. Qua công tác kiểm tra về các đối tượng nam thanh niên xăm trổ, các đối tượng thanh niên có những cái dấu hiệu vi phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, cùng phối hợp với các lực lượng ban ngành, các lực lượng phối hợp để đấu tranh làm rõ. Còn đây là băng nhóm đòi nợ thuê vừa bị tổ công tác Y6-141 trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt Trung Kính, Dư Đình Nghệ, quận Cầu Giấy bắt giữ cùng một túi hung khí như gậy gỗ, kiếm, gậy tuyếp sắt đầu gắn dao nhọn. Nếu không bất ngờ đụng độ và bị lực lượng 141 phát hiện, khó có thể biết được hậu quả phía sau đó sẽ là gì. Tôi đặc biệt nhấn mạnh vào cái điểm của trinh sát của lực lượng cảnh sát hình sự. Đây là cái đồng chí phát hiện ban đầu cho tổ công tác. Bên cạnh đó là cái điểm trên cái kiểm tra, cái điểm dừng kiểm tra ở vị trí của cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động hỗ trợ. Đây là cái vị trí chốt chặn cuối cùng để chúng tôi có thể là dừng kiểm tra và phát hiện các đối tượng lợi dụng tình thế giao thông để hoạt động tội phạm, mà đặc biệt trong đó là hoạt động tội phạm về ma túy, về sử dụng hàng nóng. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2018, qua quá trình kiểm tra, các tổ công tác 141 đã phát hiện hơn 300 vụ có dấu hiệu tội phạm, bắt giữ hơn 400 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan và bàn giao cho các đơn vị chức năng điều tra. Thế nhưng để có được những thành tích đó là sự hy sinh âm thầm lặng lẽ của Liên quân 141, những người gác đêm bình yên cho thủ đô. Đây là đại úy Phạm Văn Tuyền, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội. Trong quá trình làm nhiệm vụ cùng tổ công tác Y5-141 tại ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến vào ngày 12 tháng 8, đại úy Tuyền đã bị một đối tượng có hành vi chống đối, lao xe và đâm gãy chân. 6 ngày đã trôi qua, đến nay dù đồng đội bị thương và chưa thể công tác trở lại, nhưng với bản lĩnh, ý chí của người chiến sĩ công an nhân dân, các chiến sĩ thuộc tổ công tác Y5 vẫn nỗ lực cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúng tôi hay đi làm xe ôm đêm thì thấy có lực lượng 141 ấy thì chúng tôi thấy yên tâm hơn, và nhất là tổ lái đua xe đối với cái hạn chế được rất nhiều. 23 giờ đêm, đường phố Hà Nội bắt đầu thưa dần, thủ đô chìm vào giấc ngủ bình yên. Thì đó lại là lúc những cán bộ chiến sĩ của 15 tổ công tác 141 công an thành phố Hà Nội ra đường làm nhiệm vụ. Có mặt bất ngờ trên từng tuyến đường, góc phố, quả đấm thép của công an thủ đô khiến tội phạm khiếp sợ, trở thành thương hiệu của Hà Nội và được nhân dân tin tưởng, yêu mến. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup vừa qua. Ngày 10 tháng 7, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông tiến hành kiểm tra nhà riêng của đối tượng Nguyễn Ngọc Hiếu, 31 tuổi, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, phát hiện trong máy tính của Hiếu có một số tài khoản cá độ bóng đá, chia ra thành nhiều tài khoản nhỏ cho các đối tượng khác cùng chơi. Cơ quan công an cũng thu giữ 90 triệu đồng liên quan đến cá độ bóng đá tại nhà của đối tượng. Đấu tranh mở rộng, công an quận bắt giữ thêm 2 đối tượng khác. Mặc dù đang tạm đình chỉ để hoàn thiện các hạng mục phòng cháy chữa cháy theo phương án thẩm duyệt, thế nhưng vào 20 giờ tối ngày hôm qua, quán karaoke có địa chỉ ở số 142 Triệu Việt Vương đã bất ngờ bốc cháy. Hơn 20 giờ 20 phút cùng ngày, cơ bản ngọn lửa đã được khống chế, nhưng khói độc lan tỏa dày đặc khắp tòa nhà, khiến cho công tác tiếp cận các tầng có người bị mắc kẹt gặp nhiều khó khăn. Cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 đã phải sử dụng nhiều trang thiết bị chuyên dụng tiếp cận các phòng tại tầng 8, 9, giải cứu thành công 3 người mắc kẹt cuối cùng, đưa ra khỏi khu vực xảy cháy an toàn. Được biết, cơ sở kinh doanh karaoke tại số 142 phố Triệu Việt Vương đang có quyết định đình chỉ hoạt động để hoàn thiện các hạng mục theo phương án thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được nhận định do chạm chập hệ thống điện. Cũng khoảng 15 giờ chiều ngày hôm nay tại ngõ 154 phố Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra thêm một vụ cháy khác khiến toàn bộ cửa hàng bán nhôm kính này bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi, ngọn lửa đã được người dân khống chế thành công. Hiện nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ. Bản tin 1 ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.